Chào mừng Hải Nam và Thái Ngân đã đến với Thiên Thần Đến Rồi. Ngày hôm nay, hai bạn sẽ cùng với bé Tuệ Mẫn tham gia một thử thách của chương trình, đó là trở thành stylist, phối đồ theo 4 phong cách ứng với tên bài hát của chương trình đặt ra. Sau đó, sử dụng những đạo cụ có sẵn tại studio tạo thành một runway để bé diễn. À, tức là một cái sàn catwalk. Đó. À, các thành viên của ekip sẽ bỏ phiếu bình chọn bộ trang phục ấn tượng nhất. Người thua cuộc phải chịu một hình phạt của chương trình. Hình phạt sẽ được bật mí sau khi thử thách hoàn thành. Okay, đây là một bộ váy mà ngay từ khi mà lựa đồ là bé đã chấm ngay bộ này. Không cần biết đó là chủ đề gì. À, bé thích nhất bộ này cho nên là anh nghĩ là anh thắng rồi. Không thích này là phản ứng này không thích đấy. Thích rồi. Đi thay đồ đúng không? Đi thay đồ mới đúng không? Đi thay đồ mới nào, mình đi thay đồ mới. Đúng rồi, đi. Yeah, mình đi thay đồ mới của mình. Chào mừng mọi người đến với bộ sưu tập thiết kế mùa đông không lạnh của nhà thiết kế. Dễ u hẳn này. Thôi ngầu. Ôi ôi quá ngầu. Quá đẹp luôn. Biết nào, câu dáng rất. Bé Tuệ Mẫn thì hơi gọi là năng động và hơi là ham chơi một tí xíu, nhưng mà nói chung là dễ thương, bỏ qua hết. Dễ thương. Rồi con quay gần trước cho khán giả nhìn con đây nè. Rồi, sinh nhật đó. Ê, rồi như nào nào. Rồi đeo lên nè. Rồi đeo lên. Rồi, tặng ngâu nè, chống nè. Đó. Chống nạnh nào. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ngầu. Rồi, bộ dáng rồi. Con có thích bộ đồ này không? Có áo hồng xăm kìa. Không. Quên. Sao đâu? Quá. Nhân dình quả. Không sao, mình học bộ đồ nữa mà. Rồi, quăng cái bộ gì mà so hot gì. Cái bộ tiếp theo của nhà thiết kế Phạm Đình Thái Ngân sẽ là một bộ thiết kế gọi là chỉ có ở trong mơ thôi. Trong tưởng tượng chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng ra có một cái bộ đồ mà nó nghệ thuật như vậy. Bây giờ mình cùng đến với bộ đồ đó nha. Wow! Bộ đồ chỉ có trong truyền thuyết thôi. Rồi, đó, quay một vòng coi. Quay. Kính vô chê thì tao nhìn đường chứ. À, thiếu không, cái này đâu phải. Không phải hả? Phải bỏ nước trở lại với chương trình. Ôi trời ơi, ghê vậy. Siêu rồi, siêu nói chục rồi đó. Rồi đó, nhìn bộ đồ tại sao nhìn
Nhìn bộ đồ là thấy nóng. Nè. So hot mà. Đây là bài chuyện trước là đúng rồi anh sắp xếp cái kiểu đó. Tại so hot nóng quá phải cởi từ từ ra, đúng rồi. Nóng quá phải cởi từ từ ra. Đợi mẫn hết bộ đồ này em con. Không. Vâng, và sau đây sẽ là bộ sưu tập của nhà thiết kế Hải Nam. Một bộ chốt cuối cùng. Đinh, quay về phía tay phải. Mang đậm nét truyền thống, áo dài, mang phong cách cách tân. Tôi nghĩ tuy rằng là bụng hơi mơ xíu thôi. Rồi quay bên này. Quay bên này. Rồi, tạo dáng nào. Rồi 1 2 3. Bây giờ hỏi nè, Tuệ Mẫn ơi, bây giờ con trong 4 bộ con thích bộ nào nhất? Con thích màu hồng. Màu hồng đây đúng không? Cái này màu hồng nè. Cái đồ mà váy dòng xòe xòe đó đúng không con? Trao giải cho mọi người. Đập đã trao giải cho anh. Ủa, anh nghĩ gì vậy luôn á hả? Đúng rồi. Mình chơi vậy luôn hả? Vâng, mà sau đây chúng ta hãy cùng đến với chương trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Thử xem bộ màu hồng của anh Ngân có thể thắng được với những lá phiếu mà tôi mua chuộc hay không? Ai lộn là lá phiếu. Mà được mọi người yêu mến tôi hay không nha? Hãy bình chọn cho Ngân nha mọi người nha. Thôi mệt quá vô đi. Số 4 tức là bộ đồ của em. Đi vào. Lá phiếu đầu tiên. 6 cái còn lại của anh. Anh nghĩ gì? Chứ sao? Trời, anh bảo... nghĩ là anh áp đảo em đó. Vô nè. Vô. Cứ cười đi. Không tin tìm bờ. Số 4 nữa. 5 cái còn lại của anh. Số 4 nữa. Tức là cái đi vào này rất là thích. Bốn cái em giỡn hoài, đưa đây tới anh bóc. Bộ số 3. Bộ số hết. Ai bỏ phiếu này? Số 1. Bộ bé hồng. Chỉ còn 2 cái. Không nhớ lúc đó là mình nhớ nhau mà. Mọi người, non thơ thì thẳng nhau rồi mà. Còn thanh. Còn cái này là ok. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Em thắng chắc rồi, cái này là em. Ủa, gì vậy? Lòn văn tinh. Em đi cầu em với nhau đi mà. Bộ số 3, bộ số hết nữa nè. Ơ, số hết. Tổng cái số là nhiêu vậy Nam? 4-3. 4-3 nghiêng về ai nè? Hải Nam. Mình nói sao cho thật đi. Thua. Ok. Không. Thực ra thì nói đi nói lại chứ thực ra thì cái bộ đồ màu hồng của anh Ngân thì cũng đẹp thật. Nó rất là dô, rất là vào với bé. Mà bé lại còn thích nữa. Quan trọng là bé thích. Vì khi mà mình chọn đồ cho bé thì cả hai đều là chọn theo cái hướng mà bé thích. Chứ không phải là mình phối đồ riêng cho bé. Yeah. Và đặc biệt là bé rất là quý Hải Nam nha mọi người. Bé rất là thích Hải Nam nha mọi người. Thích chơi với chú nào? Thích chơi với chú này. Thì bé thích cái gu của bé là thích kiểu trưởng thành. Trưởng thành đó. Ừ, ý là Ngân thì hơi nghe châu. Bé tưởng là cùng trang lứa bé không thích chơi. Rồi nghe cái hình phạt xem nào. Hình phạt dành cho người thua cuộc là phải dọn lại trong phòng ngày hôm nay và đồ đạc của bé. Ủa dọn sạch đẹp luôn nè. Dọn đi Nam ơi. Dọn đi Nam ơi. Ủa mình người anh đó, mình ăn đi Nam ơi. Anh dọn đi Nam ơi.
bây giờ mình chào mọi người, xong rồi mình đi về nha. Rồi. Xin chào mọi người, chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình Thiên Thần Đến Rồi. Phạm Đình Thái Ngân và Hải Nam và bé Tề Mẫn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.